Hello mọi người, chào mọi người, rất là mình có Hành Nhã TV nha mọi người, mình là Toàn nha mọi người. Mình cầm máy quay là Phúc Mèo. Đó, thì hôm nay trưa mọi người, mấy đứa đang ngủ trưa ở nhà mọi người. Thì mình có ngủ Phúc Mèo đi vòng vòng chơi tìm lá hú địch. Đó, đây, đây là lá hú địch nha mọi người. Từ từ. Mình có chuẩn bị sẵn rồi đó. Trời, bóp tai lại đi. Ôi, nó thúi lắm mày. Nó thơm dữ ta. Thiệt nó mèo. Cho mẹ thử đi. Đâu. Có vợ chưa thử mùa này luôn. Một chút mình về đúng không? Mình dò ra luôn. Trời ơi, nó hôi quắc luôn. Đó, mùa này mọi người có ai đã từng biết cái lá này là mọi người hiểu cái mùa này nó như thế nào đó mọi người. Nó thơm lắm. Lấy nhiều nhiều đi, nhiều nhiều đi. Nhiều chút đem về pha nước cho mẹ ăn đúng không? Uống đúng không? Tào lao. Giờ một chút mình về nhà. Mọi người cũng hiểu mình như thế nào đó. Mình là vua căng tem đó mọi người. Dữ vậy. Ơi tao, trời mày không biết tao hả? Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Nghe vậy hồi giờ tôi nhát thôi, tôi nói cho mày khỏi căng tem luôn. Tao đấm mày luôn. Căng mày luôn á. Giờ sao ta? Như đây được không? Lại nhiều nữa. Nữa, mấy này không đủ đồ mấy này đâu. Ừ, chỉ còn dây nó kìa, lôi dây nó nữa ra nó được á. Được chưa? Rồi vậy được đó. Được rồi. Nhiều lắm rồi đó, thúi quá quá à. Thử nó kìa, thúi thử hoài vậy em nội. Thử coi cái lá này nó có húi không, hiểu không? Đó, giờ như đây nè mọi người. Nè lá hú địch là nó cái màu này nè mọi người. Cái dưới đít nó màu tím sần sần vậy đó. Màu hồng chứ không phải màu tím nữa. Đó thì nó rất là cực kỳ. Nó thúi lắm mọi người. Nó thúi theo kiểu mà không có thúi hú quắc mà nó thúi sao sao á. Nồng nồng á. Ờ thúi nồng á. Đó thì mọi người cũng hiểu mình như thế nào đó. Thì về đi theo mình xem hết clip đi mọi người sẽ hiểu mình chơi tụi nó ra sao nha mọi người. Ok mọi người, thì giờ mình như Phúc Mèo đang về tới nhà rồi. Thôi coi tụi nó ngủ chưa nha. Nó ngủ rồi, nãy tao mày đi giờ nó ngủ rồi. Ơi, 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 Giấu đi. Thôi anh em mình bật vô máy á. Trời ơi nghe thôi ổng nghe đó. Trời ơi thú quá. Ê phải bây giờ là vô chơi ổng trước xong rồi mình mới đặt ổng quay chứ giờ đặt ổng quay ổng biết sao. Giờ mình chơi ổng dối trước đi. Cầm máy quay chơi luôn. Ê cầm máy quay chơi luôn xong mình mới đặt ổng quay đúng không? Vô đi, vô dưới đi. Tao vô cái mày đi theo tao nha. Ừ. Nó thú quá. Nè nha, nè. Mày nói ngủ rồi mọi người. Ừ, để tôi chỉnh cái lúc mà về tao muốn đi chuyện cấp cứu. Ừ, để tôi chỉnh cái này cái, nó bị sôi nhau. Chỉnh gì anh Tấn? Tấn chỉnh gì? Tấn khác hả? Thời gian mèo mày đi mua cái gì mèo? Cái gì? Đi mua cái gì? Mày biết đâu, tôi nãy đi mua mấy chai nước uống. Ê, mày hỏi mua của mày đi. Ê Đứng ăn mì gì không em? Đứng ăn mì không? Mì thịt chó.
Trời láo gì vậy? Trời nách gì vậy? Gì đó anh Tấn? Gì á? Dạ. Em là gì đâu? Không nghe. Đi. Anh biết ăn cái này hả? Ủa anh biết ăn cái này hả? Anh biết ăn cái này luôn hả? Trời mày ơi, để ra anh nhìn con nè. Đâu, ở đây à? Trời gớt nắc kia sao em. Thôi giờ thôi, anh biết rồi, mình chơi mấy này đi. Ôi mày nuôi lắm hả? Mày anh biết ăn cái gì á? Giống như sầu riêng đó, lần nào ăn sầu riêng không được thì thấy thúi. Không được thì không. Vậy bây làm gì, bây làm với tao. Anh một cái, anh mà nói một cái này muốn gì điện anh coi trên clip á. Ừ, em tắt cái file luôn. Không, không quan tâm sự đời đâu. Máy này bị gì vậy ta? Máy gì đâu, nên chỉnh cái máy này, sau này nó sao sao á. Bị quá hả? Biết đâu. Máy này này ngộ trời. Bị gì á? Bị quá hả? Bị hú ngộ nhà gì, nhà bị hú. Bị hú gì quá hả? Chân mày địch á. Đang ngủ đó. Ngủ chưa mày á? Quay gì mày á? Tao đang coi cái máy sao mở câm nữa nè. Chó nó bị gì? Chó ngủ nghe đi chứ bác chơi à. Gì đâu, mày điên hay vậy? Đang mày đưa gì hú quắc nó thử hả? Tao cầm máy quay mày thấy trong tay tao có cầm gì đâu. Sao gì hú quắc hả? Hỏi tao. Tao cầm mày quay cái gì mày dẹp đi. Để mượn xíu, đây. Không phải mày. Hồi mượn chụp hình chiếc xe. Không phải mày dẹp đi. Gì? Dẹp đi. Xíu dẹp. Đi ra ngoài đi. Ừ, đi đến ngoài. Quay gì nữa? Quay gì đâu? Em dẹp đi. Không phải mày gì. Làm cái gì? Cho mày thử lao địch đó. Lấy gì? Lao địch. Lao địch. Ẩn. Chứ giờ nó cứ cắt cái quay vậy sao? Má mày ngủ 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 mày ngủ
ăn mì không? Ăn mì tao bỏ lá vô cho mày ăn. Gớm chết mẹ ăn lá cứt heo đó. Lá cứt heo đó. Lá cứt heo đó. Trời ơi. Trời ơi. Từ từ. Còn dánh, còn dánh. Ăn dạ, ăn dánh, ăn cái ghế cá mày. Má mày cho tao mày ngu. Má cho ngu quá. Mày rủ tao luôn chơi cho. Nghĩ sao cho mày đứng quay trực tiếp tao là kêu tao không biết. Tao kêu đặt góc quay nó không chịu cỡ, kêu cầm trực tiếp cơ. Mày biết nấp hay gì? Mày nghĩ sao nấp? Mày nấp nấp góc đó mày quay tao không được, mày ngu cũng chết. Mày không ra. Quay rủ tao là má bị cho mày được rồi. Cho tao chi? Mày thử nó địch. Thôi, quá à. Mở mắt ra mày có thấy là mày sao mày? Mày sao? Ngứa lắm đó con. Nãy tao không nói mày sao mày biết nó cho mày? Trời ơi, mày cầm máy quay làm gì tao không biết cái gì á. Ủa không biết. Ui. Quay. Má bị lập đi, mày quá má cho. Má nhà. Mới quay đây. Ê, ngồi lên xuống đất kia. Đứng này trên đất quay anh đứng. Thank you.
ai khô đứng hình mất 5 giây. Trời ơi, lịch chơi luôn. Vậy đi quay vậy hả? Từ từ cũng vậy thôi. Anh nhớ tôi đi kiếm cái giấy tờ nữa hả? Để đây đi quay nè. Đi kiếm giấy tờ nè. Đi quay giấy tờ với Toàn nè. Khùng hả? Để đi, trễ giờ rồi. Nhả kêu. Kêu ai đâu? Biết nó nào? Mẹ mày lắm địch chứ cái gì? Tao không biết đâu. Đúng rồi. Mẹ, con chó nó nữa. Ủa gì vậy? Nhả xuống đó. Mày quay quay giọng mày luôn á, mày cho anh ngu thấy mẹ. Giọng máu nè. Thúi bắt ra tàu. Thúi bắt ra mày phụng gì mày đem ra đó, cái nhà đó. Để tao mới đi. Thúi bắt ra. Nè. Mày đem bắt lá thức heo gì nhà làm gì á. Đã thức heo gì mấy người ta kêu thức heo đó mà. Ăn cỡ. Chạy ăn cỡ. Thôi. Từ từ. Nó bị ăn rồi. Rồi. Còn hai nhỏ trống á. Lỡ rồi cầm chơi. Giờ tao ơi tao mày nhớ ngủ xíu đi. Quên nè. Ê, má đem vô phòng khu nguyên phòng xong. Kệ đi. Có mà chúng ta làm. Thôi, ngu gì giờ. Tính bắt lại dẹp dụng gì không có tính. Bắt ngu gì vậy gì. Bắt lại anh Tức. Anh ơi mới lại. Chơi đi. Chắc chưa? Má thúi quá à. Cái gì mày láng quậy? Mày mở mặt cho bay mày gói. Hết ông ngủ mày làm camera men đâu. Mày ngủ đúng rồi. Ta đứng trực tiếp chứ mày quên không biết mất tao cầm camera đi bỏ ra làm quen lắm cho mày chôn tao mày ngu gì hả chôn ngu rồi ngu cái du lịch cho nó thử mấy mày camera men ngu mày mày đủ tao được rồi sao mày cái đứa này mày ra đi anh chú khách ra. Tôi lấy đi. Gì vậy không ăn trời ăn thú quắc ăn mẹ thú quắc rồi đi đứa bé đi. Cái máy quay vô thôi, kinh nghiệm đấu trường. Rõ ràng kinh nghiệm đấu trường không? Yeah.
đây. Dạ. Vậy mày có muốn đỡ rồi cả. Dạ. Dạ. Má nhét lá hú đợt vô hú mắt trời. Là gì vậy? Ai biết đâu. Dạ. Là gì vậy? Mấy con chó nó giỡn hoài tao nha. Ai giỡn, giỡn là ba anh lấy đi ngủ chung rồi. Sao nữa? Ai biết đâu. Trời ơi. Ra nghĩ đâu đứng vậy nè. Nó chờ đang nha. Nó đứng nó quay. Em mở mắt em thấy nó biết đi đâu liền. Kinh nghiệm nó cũng dễ quá. Kinh nghiệm nó dở thiệt luôn á. Mày phải học hỏi điều đó không? Nè. Gì nè đúng không? Đích là cho mình. Trời ơi, trời ơi. Thôi. Nói chung là mình không ngủ trưa mọi người đó. Cái tội những tội mà anh đi ngủ trưa nè đó. Đó là không ngủ trưa. Đó nè, đó thấy không? Ok thì màn trò của mình đã kết thúc mọi người. Hello. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video mình hay, mọi người hãy bấm like đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhấn gì? Ai có yêu thích những màn tròn căng tay thì mọi người cứ comment bên dưới này nha mọi người. Để mình lẽ đi vậy nó muốn người ngoài đó. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Từ 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 lắm rồi bây giờ đó.